Em thưa anh mua bán ô tô, xin chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với video của em ngày hôm nay các bác nhé. Hôm nay em xin tiếp tục được lên sóng thêm một em Morning nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc nữa nhé các bác nhé. Sản xuất 2007, số sàn bản đủ, mang biển kiểm soát là 36A11048 các bác nhé. Tổng thành xe thì sơn gi còn rất là sạch sẽ nhé. Ngoại thất thì còn rất là sáng, còn rất là mới này. Đăng kiểm là tháng 7 năm 2020 các bác nhé. Nghĩa là còn bác nào mà mua chiếc xe này là phải còn 4 tháng nữa thì chúng ta mới cần phải đi đăng kiểm lại. Đèn pha này, đèn pha, đèn gầm đây, còn nguyên bản theo xe nhé các bác nhé. Em quay gần gần cho các bác quan sát cho dễ này. Capo này, lốp này các bác nhé, lốp này còn khe rãnh cũng còn tương đối là sâu, tầm khoảng 90% đó. Đây, cua lốp đây, cua lốp đây. Na răng bác nào mà xem video của em mình cho em xin một lượt like cũng như là một lượt đăng ký kênh các bác nhé, và chia sẻ giúp em cái video này lên tất cả các trang hội nhóm cho giúp em các bác nhé, để cho nhiều người có thể biết đến kênh của em. Em cũng xin cảm ơn tất cả các bác nhé. Lốp này các bác nhé, cua lốp này. Đây là bánh đằng trước bên lái nhé các bác nhé. Cua lốp đây các bác nhé. Sơn xì rất là mới. Đây là lốp đằng sau bên lái. Miền Bắc thì thời tiết hiện tại thì hôm nay là ngày 20 tháng 3 các bác nhé, là mới bắt đầu mới là tạnh mưa, nên là xe em cũng chưa kịp rửa. Em quay xe về em quay luôn để cho các bác tham khảo nhé. Đèn hậu đằng sau đây, tất cả là còn theo xe hết các bác nhé. Em sẽ đi về phần nội thất cho các bác tham khảo thêm. Túi khí an toàn đấy các bác nhé. Gương kính chỉnh điện này. Phím lạnh rất là còn rất là mới này. Xe đi cực kỳ ít nên mới có thể giữ được cái phím như thế. Bật lên xuống các bác nhé. Tem
khóa này các bác nhé, khóa còn rất là mới này, ốp ác này. Dòng nhập khẩu này thì tương đối là nành xe các bác nhé, là bền xe, mà lại phụ tùng thay thế thì bên mình thì rất là tìm rất là dễ, mà với giá giá cả là rất là hợp lý, rất là rẻ luôn. Phụ tùng thì rất là phổ thông nên các bác yên tâm về dòng này, thay thế thì thoải mái mà giá cả lại rất là rẻ. Trần nỉ, trần nỉ rất là sạch sẽ nhá các bác nhá, còn nguyên bản theo xe. Nội thất cũng rất là tươi. Cần số các bác nhá. Phanh tay đây. Tắp đi ra còn rất là mới, rất là sáng nhá. Theo chỉ đi các bác nhé. Đây cánh đằng sau bên lái nhé các bác nhé. Thì da cũng rất là sạch sẽ, sang bóng á. Rất là sạch sẽ này. Keo chỉ đi các bác nhé. Cửa đây. Thất này, thất này cũng rất là sạch sẽ nhá. Em này là bên em đang giao bán với giá là 125 triệu các bác nhá. Các bác lưu ý là giá này là giá em đang bán tại cửa hàng thôi các bác nhá. Chưa bao gồm rút hồ sơ và trước gửi. Kèo các bác nhá. Các đinh tán này còn nguyên bản theo xe này các bác nhé. Xe này em cam kết là không đâm đụng, không ngập nước gì cả. Máy móc thì còn rất là ngon nhé. Mà với giá chỉ là 125 triệu thôi các bác nhé. Giá tương đương với một chiếc xe máy mà có rất là nhiều ưu điểm hơn so với xe máy các bác nhé. Vừa chở được nhiều người, đi lại rất là an toàn, điều hòa ngồi mát lạnh nhé các bác nhé. Trong thời gian dịch bệnh như này, hoành hành như này thì các bác lựa chọn một chiếc ô tô là cực kỳ là hợp lý rồi, đi lại an toàn. Mà giá lại chỉ ngang một chiếc xe máy thôi. Máy một chấm nên là cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu các bác nhé. Giờ xăng lại giảm còn có khoảng 16.000 thôi. Thì các bác này lựa chọn là mua ô tô thời điểm hiện tại là cực kỳ là hợp lý. Đây là cánh bên phụ các bác nhé, cánh đằng trước bên phụ này. Keo chỉ các bác nhé. Dòng này các bác là cứ yên tâm, dòng nhập khẩu này xe cực kỳ là lành, bền, rất là lồi đồng quý đá nhé các bác nhé. Đây là cánh này. Tắp đi ra rất là mới.
lên xuống rồi các bác nhé. Một chiếc xe là còn rất là đẹp và giá lại cực kỳ là rẻ, chẳng có lý do gì các bác không lựa chọn chiếc xe này thay cho xe máy đúng không các bác? Đấy, ốc ác này các bác nhé. Đây em sẽ quay về phần máy cho các bác. Keo chỉ các bác nhé, keo chỉ nguyên bản theo xe đấy. Máy móc các bác nhé, máy móc này, máy móc thì khô đét này, còn rất là mới nhé, này, keo chỉ còn zin này, máy móc, em cam kết là không đâm đụng nhé, không ngập nước, đấy. Ốc gác còn nguyên xi chưa tháo lắp ra này. Chỉ có dấu hiệu của tháo lắp thôi nhé. Một chiếc xe với giá có 125 triệu. Rất là rẻ nhé các bác nhé. Mình đi lại cực kỳ là an toàn. Em sẽ test phần máy cho các bác tham khảo nhé. Đây cực kỳ là nhạy nhé các bác nhé. Máy nó rất là êm nhé, êm ru luôn, không có một hiện tượng rung giật gì cả các bác nhé. Em như là đi máy bay. Một chiếc xe còn rất là đẹp, rất là ngon, máy móc cũng rất là ngon các con nhé. Mà với giá thì cực kỳ là rẻ, chẳng có lý do gì các bác lại với tầm tiền như thế này mà các bác có thể mua xe máy đi gì cả các nhé. Vừa quái bụi, vừa lắng lôi mưa, lắng mưa đi xe, ngồi xe ô tô thì chẳng sợ lắng mưa quái bụi cả các con nhé. Xe cực kỳ là ngon, máy móc thì đi rất là mốc nhé, gầm bệ rất là chắc. Máy móc nào có nhu cầu thiện chí mua chiếc xe này thì cứ liên hệ em theo số điện thoại 0354 152 888 các bác nhé. Các bác nào mà có vấn đề gì thắc mắc chiếc xe này cứ liên hệ em, không thì có thể bình luận ở phía dưới em để em giải đáp tất cả các thắc mắc cho các bác nhé. Máy móc
lỗ cứ như là không lỗ nhá, êm du. Em xin phép được kết thúc video ở đây thôi nhé. Em xin cảm ơn tất cả các bác theo dõi hết video của em. Em xin hẹn gặp lại tất cả các bác trong video tới của em con nhé.